Chào các bạn, ván cờ là một lần biểu diễn công sát ngoạn mục với pha phế xe vô cùng đẳng cấp của một cao thủ. Lần chạm trán giữa Miêu Lợi Minh và Triệu Phản Vi giải vô địch đồng đội Trung Quốc giáp cấp liên tái mùa 2023. Ở trong cuộc này, Miêu cầm đỏ, pháo đóng vào trung lộ, Triệu mã 8 tấn 7, Miêu đã đưa ngửa lên. Thấy vậy, Triệu bệnh xe ngay, rồi Miêu lấy C1 bệnh 2. Triệu chỉnh tề với bệnh phong mã tròn. Quyền lựa chọn bố cục là về phía của Miêu Lợi Minh. Anh quyết định bình 3 đã tấn 1, Triệu cũng làm vậy, giống chốt 3, thành ra là một đối trận cơ bản. Tới đây, Miêu Lợi Minh ngũ thất pháo để có thể công vào bình phong mã tiến chốt 3 của họ Triệu. Thấy về Triệu, mã 3 đã tấn 2, Hồng có thể thoát trước việc đối phương dùng bích 7 tiến để công ngựa của mình nếu như tiếp tục lại gác tường. Còn tới đây, Miêu Lợi Minh, trung lộ đã hở ra, cho nên tức khắc đưa mã phóng ngay cửa hà. Hoặc là có thể tiêu diệt được kích đổi, ít nhất là có thể lời một phẩu khấu ngay. Cho nên Triệu tưởng 3 đã tiến 5 phòng thủ. Miêu vẫn quyết liệt dùng mã để tiêu diệt, ra tay cho bằng được. Nếu như lựa chọn mã 7 tiến 5, tất rằng pháo quật lên. Rồi tiếp tục là xe 2 tấn thẳng cửa hà. Vừa có thể lăm le cho việc dùng bích 7 tiến 1 để có thể truy đuổi vào mã đường 2. Hoặc là tạo ra một tình cảnh giam cầm dù là tạm thời đối với xe pháo trên đường 8 của Triệu. Nhưng Triệu muốn giải quyết việc cơ này cũng không phải là mất ít ỏi về thời gian. Cho nên ra tay mời đổi ngay tất rằng sẽ bất lợi. Quyết định tới đây của Triệu Phản Vi cũng tiến pháo qua hà để có thể phong tỏa ngược. Miêu thấy vậy, dùng mã này quay về đả chốt. Hồng có thể đa ra một lúc hai việc, hoặc là tiêu diệt được pháo 2, hoặc là có thể nhảy mã chiếu để quấy rối ngay từ đầu. Cho nên Triệu đã chọn một cách điển hình để có thể hóa giải đi tất cả. Là chuyện dùng pháo 2 thoái 1. Mã nhảy thì pháo cũng có thể kê vào, tạm thời chưa làm gì được cả. Còn tới đây, Miêu cứ bỏ mặc vậy, di sáu đã tấn 5. Có lẽ rằng việc này cũng là cần thiết phải đi, tức là còn ngăn cản cho một đòn cờ khá ác hiểm của Triệu Phản Vi. Sau khi đoàn đã phòng thủ triệt để những âm mưu vừa rồi, mặc dù chỉ mới chớm của họ Miêu. Một ngựa đã qua được hà cũng chỉ đe ra việc này là hết cơ. Còn về phía của Triệu, pháo 8 có thể bình 3 chém chốt. Và nhân tiện rằng kích đổi lấy xe thứ nhất, nhưng pháo ở vị trí này có thể bất tường, vừa tranh thủ sức chiếu bắt luôn cả xe thứ hai, dùng quân xe đường 8 của mình đổi lấy quân xe biên của đối thủ. Chắc hẳn vì vậy mà Miêu chẳng mấy chốc mà tan tành. Khi pháo đường 2 cũng có thể nhập cuộc, hẳn nhiên xe lộ 1 cũng có thể hoành không xuất động mà ra trận được ngay. Miêu chẳng mấy chốc mà lãnh về một cuộc cờ đầy vất vả. Còn tới đây, những toan tính vừa rồi đều đã phải phá sản. Triệu Phản Vi C4 tấn 5 tìm cách khác, ít nhất là gì tưởng đang còn đuổi mã đối thủ, cho nên Miêu lại phải quay ngựa về đi về trung lộ, Hồng có thể tìm ra biến cửa khác thoát thân ngay. Triệu Phản Vi lấy C1 bình vào chân sườn và Miêu lại ngũ lục pháo trần. Có lẽ rằng chuyện này sẽ tích cực hơn một chút, tại vì sao? Chắc hẳn với ngựa đứng ở giữa trung lộ mà nước cờ đầu tiên là phóng qua ngọa tạo không thể khi pháo đường 2 của Triệu đang nhòm ngó từ trước. Cho nên chuyện rõ ràng khi mà xe của Triệu chỉ cần tiến thẳng qua, binh ở kẹp ngay giữa chắc chắn không thể nào toàn thay được. Cho nên đó cũng là lý do. Miêu đã không quản ngại, câu nệ về hình thức quá nhiều, ngũ thất pháo đưa về ngũ lục pháo trận, mất đi một tiên cờ tích cực để phòng thủ thì cũng ổn. Tới đây mã 8 sẽ tấn 7 mang theo rất nhiều mưu đồ khác nhau. Còn cứ để vậy mã 8 nhảy ra biên ải, sau khi Triệu tiến xe qua để có thể khai thác vào điểm yếu chí mạng này. Miêu thấy nhưng không tài nào có thể hóa giải. Vậy thì có điểm gì khác? Tới đây hình cờ thực chiến giúp chúng ta có thể trả lời. Triệu đã tấn xe qua đuổi chốt ngay. Miêu bỏ mặc dùng mã 8 tấn thẳng đường 7. Rồi Triệu lấy xe này tiêu diệt vào. Miêu đã trả lời cho một lối thoát chạy cũng khá ngoạn mục của chiến ngựa ở giữa trung lộ. Còn tất nhiên là dùng mã nhảy lên đường 4. Thì âm mưu ngọa tàu là không thể. Mà việc đối thủ chỉ cần rời xe về ba nước đủ để đánh tử ngay. Còn tới đây, mã 5 tấn thẳng đường 7. Đây hẳn là một lựa chọn có phần nào toàn tính khá kỹ càng. Xong nước cờ dịch pháo rồi phi ngựa lên. Không thể nào vì vậy mà Triệu có thể lấy tượng này tiêu diệt, đắc một quân. Miêu chỉ cần dâng pháo lên ba nước vừa truy đuổi. Không những là mã đường 2. Ngoạn mục chính là mã này đang còn ba xe trung lộ. Nhưng quân xe này lại vướng bận pháo trung lộ cho nên không thể nào di chuyển một cách thoải mái được. Đành phải tiền thoái ở trên đường trung tâm này. Thì cũng bị pháo có thể tiêu diệt vào mã ngay. Và qua một cuộc tiêu đổi thanh trừng vừa rồi, trận thức tới đây của Miêu lại trở nên khá chỉnh tề.
tức là tìm cách để dồn ép đối thủ vào thế khó đi. Triều đã hoàn toàn hoài công vô ích, và thế công của Miêu vẫn mạnh bạo như vậy, ít nhất là dư được một chút bảy. Cho nên cuối cùng, không phải lấy tưởng này tiêu diệt ngay. Quyết định của Triệu Phản Vĩ lấy xe 5 quay về để truy đuổi. Miêu lại dùng mã rời về bắt xe tiếp. Xe của Triệu lại tấn thẳng, mã lại quăng lên thoát chạy. Giờ Triệu lại rút xe về. Nếu như cứ làm đi làm lại mãi vậy, chính Triệu mới là người đang phạm luật. Tại vì hai bắt, một bắt mãi. Kẻ hai bắt tức là Triệu Phản Vĩ, giang hồ đệ nhất sát thủ phải là người tự thay đổi nước đi. Tới đêm Miêu dùng mã 7 thoái về đường 6, Triệu Phản Vĩ xe 5 đã tấn 1. Ngũ lục phá trận và thế đứng của hai mã kiểu này chắc chắn là Miêu cũng không thể nào dễ dàng để giải quyết được, nhưng cũng cực kỳ khó khăn để Triệu có thể khai thác tối đa vào điểm yếu này. Tới đây, quyết định của Miêu là dùng chốt biên tiến 1, tìm cách để có thể khai thông lỗ xe còn lại. Chuyện là gì, dùng binh này tấn thêm một nước để có thể kích đổi. Nếu như chốt đối phương tiêu diệt thì xe sẽ thông được ngay. Còn chuyện lấy pháo 2 bình 1 cũng không thể nào đủ sức để ngăn cản, khi Miêu chỉ cần lấy xe 9 bình 8 và ra chẳng được. Cho nên ngay tại đây tìm cách để ngăn cản. Triệu Phản Vĩ dùng pháo 8 quay về hai nước ngay. Binh này tiến lên cũng không ngần ngại mà tiêu diệt sang không hề hấn chút nào cả. Còn Miêu tới đây đã dùng mã đảo về cánh bên kia tìm cách có lợi nhất về đội hình. Ít nhất là có thể giữ kèm luôn một binh ở đường 3, ngăn cản được một âm mưu phát sinh thứ cấp nữa của đối thủ là pháo 8 có thể bình 7. Nhượng quyền chủ động để kích đổi xe khi mở pháo có thể nhòm chết tưởng. Cho nên Miêu để cho đối phương làm được cũng đưa xe này lánh vào vị trí ban đầu, cực kỳ bất lợi. Còn tới đây, việc mã đuổi trực tiếp vào xe trung lộ, cho nên Triệu lấy xe 5 bình đường sườn. Và tới lượt của Miêu, nếu như chỉ nhìn nhận biến cờ này là muốn được cờ rút chạy thông thường, chắc chắn sẽ chuốc lấy phần bài. Khi Triệu chỉ cần lấy xe này diệt pháo ngay, và sĩ dương lên thì chỉ cần lấy pháo này vỗ vào trung lộ, vừa chiếu bắt luôn cả xe còn lại. Pháo của chém tường chiếu trả, tường 7 cung tấn 5. Thành thử, pháo sườn đổi lại tường thì không hề thỏa đáng chút nào. Cho nên tới đây quyết định của Miêu Lợi Minh đều hóa giải. Binh 3 đã tấn 1 để ngăn cản. Và Triệu buộc phải binh 7 dốc lên. Âm mưu thứ cấp cho đợt cờ phế chốt vừa rồi là chủ lực có thể ra trận được. Ít nhất là gì, binh biên tiến 1. Và Triệu lấy pháo để mở ra ngăn cản. Không thể nào để cho đối phương quá thuận lợi mà dùng xe này cắm lên khi mà dùng binh biên tiến 1. Còn tới đây thì sao, Miêu Lợi Minh xe 2 tấn thẳng 3 nước. Và Triệu dùng pháo lấy tiêu diệt. Thế quân rõ ràng là trở nên khá áp đảo khi mà toàn bộ quân lực của Miêu Lợi Minh, xe, pháo, mã đều không thể nào qua được Hà. Tới đêm Miêu dùng binh 7 tiến lấy mã để truy đuổi, phế luôn cả chốt thứ 2, chấp nhận một cái giá về trả, lấy xe này tiêu diệt của đối thủ. Rồi Miêu có thể đưa xe bình đường 8 và chờ. Vậy thì chờ cho việc gì? Câu trả lời chính là đòn cờ mã 7 nhảy ra góc biên, vừa có thể bắt lấy cả đôi, mà hẳn là mã đường 2 không thể nào tiêu diệt khi xe 8 chỉ cần cắm lên trở thành sát cổ. Cho nên để bảo toàn hoặc là lấy xe 3 bình 1 thì pháo này cũng chỉ cần kê theo đánh đuổi, xe chạy thì mã cũng phải ra đi. Đằng nào thì quân ngựa đường 2 này cũng chỉ còn một lối duy nhất để phòng thủ, tức là ngăn cản xe 8 có thể cắm lên sát cổ. Cho nên trước sau gì, cởi bỏ thế quân nguy hiểm này, Triệu Phản Vĩ dùng mã 2 thoái về đường 3 trong gấp gáp. Miêu Lợi Minh lại quăng tiếp một nước tường đuổi xe. Xe của Triệu lại rút chạy, rời về hai nước ngay. Nước cờ này có phải là tiền tay? Chắc chắn một điều, Triệu không thể nào rút xe đều ở những vị trí ở trên đường ngang được. Kỵ hà chẳng hề có tác dụng gì nhiều, khi mà toàn bộ những lỗ còn lại đều đã bị đối phương chiếm đóng cả. Còn thay cho việc này, nếu như xem xét dùng xe 3 thoái 1, cũng sẽ bị một đòn đánh cướp tiên của đối thủ là mã 3 tiến đường 4 và truy đuổi. Trước sau gì cũng phải lui về vị trí này cả. Còn tới đây cũng là cơ hội Miêu có thể tổ chức xe 8 lao qua hà. Một quân đầu tiên mới có thể qua sông vào thời điểm này, nhưng không vì vậy mà cuộc cờ của Triệu tỏ ra dễ chơi. Những gì mà Triệu Phản Vĩ làm được ngay từ đầu cho tới thời điểm này chỉ là một thế quân giam hãm, nhưng không thể nào làm triệt tiêu thế công như vũ bão đang còn ngấm ngầm hình thành một cách lớn mạnh của Miêu Đại Sư. Tới đây lại chủ động pháo 1 kê vào trung lộ, ít nhất là tác dụng của ngũ lục pháo đã không còn. Miêu Lợi Minh mã 7 nhảy ra góc biên. Có lẽ rằng nước cờ quân tưởng cũng là tuyệt vời để mã 9 có thể tiến 7. Lấy tưởng này làm ngòi đuổi vào pháo trung lộ hoặc là giam cầm vậy, rồi chuẩn bị pháo 6 có thể bình 7 kê đuổi lấy xe.
Triệu Phản Vĩ, xe tám dâng lên ba nước như là một đòn cờ có sự chuẩn bị. Tới đêm miêu, mã chín vẫn tấn đường bảy. Vợ Triệu dùng pháo 5, 7, 3 để ngáng chân ngay. Đòn cờ di chuyển này xem như cũng kịp thời, không những làm mã đường 7 khó đi, mà tác dụng có thể trực chờ đe dọa vào pháo trung lộ cũng không thành. Khi rõ ràng nếu như mã 7 diệt pháo thì pháo 8 chỉ cần 7, 5, rồi tiếp tục là lấy xe này tiêu đổi. Thành thử xe 3 phải di chuyển sang mạn bên kia, và chắc chắn nạn nhân cuối cùng chính là quân ngựa đường 3. Cho nên việc lấy pháo 5 tả sang, Triệu đã có thể phòng thủ và một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là pháo 6 bình 7, miêu cũng không thể nào làm được. Tới đây quyết định còn lại, mã 4 đã tấn 5. Từ từ, miêu lợi minh đánh từng lớp vô cùng chặt chẽ. Cởi trói dần dần, Triệu Phản Vĩ trông thấy quân tỏ ra khá đàn áp ngay từ đầu. Nhưng tới đây tất cả đều đã lui về từng nước một. Tiếp tục tới đây, mã 7 phi vào trung lộ để liên hoàn ngay. Miêu lợi minh lại bảy xe chiếm con đường sườn còn lại. Giờ Triệu dùng binh 7 tấn 1. Khi thấy quân đã khó đi, lựa chọn này cũng hoàn toàn không phải là khó hiểu. Miêu lợi minh đưa mã thúc lên ngay. Chuẩn bị là gì? Không phải là chỉ mỗi chuyện đe vào chốt 7. Nhảy chiếu, chắc chắn quân xe này tắc tử thì đã đành. Mà tướng bật ngựa thì xe này chỉ cần vỗ mặt sang sát cổ. Cho nên đành phải sĩ này dương lên để ngăn cản. Miêu đảo hướng rất ngoạn mục. Tới đây chẳng phải là một câu chuyện quá đơn giản, dùng mã này diệt chốt, bắt lại xe, tại vì đối thủ tức là họ Triệu chỉ cần pháo 8 bình 7 vừa ngáng chân, nhòm tưởng là sát cục, Miêu lại phải vất vả. Mà quyết định của họ Miêu lấy mã này để diệt pháo ngay, bắt buộc không cần phải nói gì nhiều, Triệu xe 8 tấn 1, kể giá phải trả là sĩ cũng ra đi. Một mã có thể đổi tới hai quân, một pháo và một sĩ, làm di chuyển nghiêm trọng về hàng tuyến phòng thủ đang còn rất chắc chắn của họ Triệu. Trong hình cờ này lại gấp gáp sĩ 6 tấn 5, rồi miêu lại lấy xe này tấn 1. Không phải là chỉ rút chạy, khi pháo có thể chém chết tưởng, mãnh công, trận đồ của Triệu chính thức sẽ tan tành. Cho nên lấy tưởng 5 rút về đường 3 bắt buộc vậy. Miêu quyết liệt lấy pháo 5 dâng lên 3 nước để ém chặt. Cuộc cờ càng diễn tiến về sâu bao nhiêu thì tài điều quân của miêu lợi minh càng tỏ ra dẻo dai và thâm hậu bấy nhiêu. Từng nước cờ một, Triệu Phản Vĩ đã bị đánh cho tơi bời, kể cả hàng tuyến phòng thủ tơi tả thì đã đành, mà tới đây tất cả những quân chủ lực không còn một thế quân cuồng nổ để có thể phong tỏa, giam hãm đối phương như ban đầu, mà tới đây chia làm hai nhóm nhỏ chính thức đã chịu cảnh giam cầm. Xe đường 8 là một quân đầu tiên lẻ loi ở cánh bên kia cô độc, khi gần như không thể nào kịp điều động sang hỗ trợ cho đội kia được, khi mà cả hai mã, một xe, pháo đường 3, đang chính thức bị cho thế tam tử của miêu lợi minh xe pháo ngựa, làm cho không còn cách nào để có thể nhúc nhích cả. Quyết định cuối cùng, Triệu lấy pháo 3, bình 1. Có phải là chỉ mỗi chuyện rút chạy, nếu như đối phương lấy pháo 6, bình 7 để kê vào, thì chuyện sẽ ra sao? Tới đây thật ra là một đòn cởi trói có phần nào được toàn tính kỹ càng của họ Triệu, tức là lấy xe này tiêu diệt vào mã. Để tượng này gác lên thì lại lấy xe 8, bình 5 khử pháo trung lộ. Ít nhất là gì, thế công của đối phương sẽ không còn. Khi pháo trung tâm mất mạng, thì chuyện đầu tiên miêu phải làm trong gấp gáp chính là đưa xe đường 4 của mình rút chạy. Còn nếu như không, mã đối thủ sẽ tiêu diệt ngay. Bởi vậy, tuyệt đối không thể nào nghĩ tới một phương án nào khác cả. Bởi vậy, nếu như để cho đối phương làm được, miêu cũng chẳng phải là quá dễ chơi. Ấy vậy mà tới đây, một lựa chọn vô cùng bất ngờ. Mặc dù biết trước vậy, nhưng đường cờ của miêu gần như không thể nào dự liệu trước được. Chính là đòn xe 8 bình 7 để tiêu diệt vào mã ngay. Tới đây Triệu như sững cả người, nhưng tính đi tính lại không còn một cách nào khác cả, buộc phải lấy xe 3 để tiêu diệt. Sau một đòn phế chủ lực, chắc chắn là một cao thủ hàng đầu như miêu lợi minh đã có những tính toán chu toàn. Câu trả lời lấy xe này để tiêu diệt vào sĩ ngay, bắt buộc là tướng quân phải xuất cung, rồi lại tiếp tục dùng xe 5 tấn 1 tướng thượng lầu. Còn hẳn là không thể nào xuất tướng vào lộ bên kia khi pháo sườn đã chiếm đóng sừng sững. Còn tới đây thì sao? Miêu lấy xe này diệt mã và chỉ bất ngờ đẩy bàn cờ để nhận thua ngay. Một kết cục có phần nào khá bất ngờ, tựa như chuyện đang hay thì đứt dây đàn vậy. Nhưng suy xét một cách kỹ càng thì chúng ta mới có thể hiểu được một lý do đầy đau khổ của Triệu. Khi tới đây, cho dù có xoay trở đằng trời, cũng không thể nào tránh khỏi một thế sát như trẻ tre của thế tứ tử. Đặc biệt là vào giữa trung lộ mà Triệu đã chẳng còn chức năng nào để phòng thủ cả. Tới đây những lựa chọn khác thì Triệu đều sẽ phải bại vong cả, khi miêu chỉ cần lấy xe này để chiếu ngay. Xe này kê sang
thì pháo 6 cũng chỉ cần bệnh sang kiểu gì cũng mất một xe và thua thảm. Còn tướng 6 bệnh 5, mã sẽ nhảy. Tướng này thoái một, rồi tiếp tục mã 6 nhảy lên, tướng leo lầu, lại chiếu tiếp. Tướng chạy và mã sẽ nhảy bắt buộc xe này thì không, rồi mất mạng. Và có lẽ rằng tới đây cũng chỉ còn cách đầu hàng mà thôi. Cho nên thành thử phải tích cực để ngăn cản, ít nhất là nước cờ lấy xe này vỗ mặt của đối thủ, hoặc là ngựa này sẽ thua qua. Cách thứ nhất lấy xe 3 bệnh sang để giữ mặt cũng không ổn, khi pháo 6 vẫn có thể đưa sang để chiếu như thường. Trước sau gì xe cũng phải chạy, và biến cờ vừa rồi cũng có cơ hội để tái hiện ngay. Cho nên để ngăn cản chỉ còn cách pháo 1 bệnh 3 để có thể ém được chiến ngựa này có thể nhập cuộc. Nhưng câu chuyện vẫn vậy cả, khi xe này chỉ cần chiếu tướng ngay. Tướng phải vào, lại chiếu tiếp, tướng suốt lộ bên kia cũng không thể nào thoát thân nổi. Tức là chuyện xe này lại truy sát, xe ba bọc lót rồi mất mạng. Và đây cũng là lý do bắt buộc chiều đã phải nhận thua từ trước. Một trận cờ công sát vô cùng ác liệt của Miêu Lợi Minh. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.